Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin tối của chúng tôi. Bản tin tối được cập nhật đến 18 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tòa kết luận Hoàng Văn Hưng nhận chiếc cặp khóa số đựng 450.000 đô la Mỹ. Ba người chèo kéo du khách tại điểm săn mây Đà Lạt bị xử phạt. Khởi tố đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng. Hà Nội tìm nhân chứng trong vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp phái đoàn cấp cao Nga-Trung. Thông tin chi tiết về những sự kiện mới nhất vừa diễn ra sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chiều ngày 28 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 54 bị cáo trong đại án chuyến bay giải cứu. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội nhận định lời khai của bị cáo, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng không thống nhất, không trung thực. Thông qua bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội, bị cáo Hưng đã nhận 800.000 đô la Mỹ, ghi nhận của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Tại phiên tòa, bị cáo Hưng nhiều lần kêu oan, cho rằng cơ quan điều tra, viện kiểm sát đã kết tội oan cho bị cáo, bỏ lột tội phạm. Lời khai của bị cáo Tuấn, Hằng không đúng sự thật, đổ trách nhiệm cho bị cáo. Hội đồng xét xử cho rằng có cơ sở xác định bị cáo Hưng sau khi bị điều chuyển công tác, không còn là điều tra viên vụ án chuyến bay giải cứu, thì vẫn gặp Nguyễn Thị Thanh Hằng, công ty Blue Sky nhiều lần tại nhà Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội. Bị cáo đưa ra lý do không đúng thực tế để yêu cầu đưa tiền, thông tin sai sự thật về vai trò của mình trong vụ án, như vẫn kiểm soát tình hình, trực tiếp đề xuất hướng giải quyết vụ án. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, chiếm đoạt số tiền rất lớn của bị hại. Bị cáo Hưng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong công tác trước đây ảnh hưởng uy tín lực lượng công an nên cần phải nghiêm khắc để đảm bảo phòng ngừa chung. Theo phân tích của hội đồng xét xử, căn cứ lời khai bị cáo Hằng, bị cáo Tuấn thì Hằng đã tiếp xúc với Tuấn, thông qua Tuấn gặp Hưng nhờ giúp đỡ và được bị cáo Hưng hướng dẫn Hằng, Sơn cách khai báo để không bị xử lý hình sự. Thông tin ghi nhận của báo Dân Trí, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết đã có quyết định xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng đối với 3 điểm tổ chức hoạt động săn mây tại khu vực Cầu Đất, xã Trạm Hành do vi phạm gắn biển quảng cáo không đúng với nội dung được cấp phép. Ngoài ra, 3 cá nhân có hành vi chèo kéo khách du lịch tại khu vực này cũng bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính mỗi người 2 triệu đồng. Trước đó, ngày 15 tháng 7, một nhóm du khách là cựu sinh viên trường đại học Đà Lạt từ nhiều địa phương trong cả nước về Đà Lạt họp lớp. Nhóm du khách đã thuê xe đến khu vực Cầu Đất để chụp hình lưu niệm. Khi đoàn đến đây thì gặp thời tiết xấu, lạnh, không có sương nên nhóm vào quán uống cà phê chứ không tham gia các hoạt động săn mây. Tuy nhiên, nhóm du khách bất ngờ bị người phụ nữ ở đây đòi thu phí vào khu du lịch với số tiền 120.000 đồng một người. Báo VTC News đưa tin, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Huy Dũng, 35 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành, 18 năm tù về tội cướp tài sản, 2 năm tù về tội tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt là 20 năm tù. Theo cáo trạng, Dũng làm nghề kinh doanh đồ gỗ, nhưng do thua lỗ trong việc kinh doanh nên đi vay tiền của nhiều người quen và vay tiền online dẫn đến không có khả năng trả nợ. Để có tiền trả nợ, Dũng đã lên mạng xã hội mua một khẩu súng bắn đạn cao su, 6 viên đạn với giá 20 triệu đồng và một số công cụ phương tiện khác với mục đích đi cướp ngân hàng. Ngày 8 tháng 9 năm 2022, Dũng đến cổng khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa thì dừng xe bên đường rồi đi bộ vào phòng giao dịch Tam Phước, chi nhánh thành phố Biên Hòa và dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp số tiền 925 triệu đồng. Sau 2 ngày gây án, Dũng bị bắt. Hôm nay ngày 28 tháng 7, trao đổi với báo Vietnamnet, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị xác nhận, thông tin ông Võ Thái Phong, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị bị đột quỵ, sau đó tử vong. Thông tin ban đầu, ông Võ Thái Phong bị đột quỵ khi đang tham dự buổi họp chi bộ vào chiều hôm qua ngày 27 tháng 7. Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng đến 22 giờ 42 phút cùng ngày, ông Phong đã qua đời. Ông Võ Thái Phong sinh năm 1978 tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
trước khi được bầu giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị. Vào năm 2020, ông Phong giữ chức trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối, cơ quan và doanh nghiệp tỉnh này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng hôm nay ngày 28 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông, cách Phúc Kiến, Trung Quốc khoảng 120 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16. Theo ghi nhận của Thông tấn xã Việt Nam, vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão, phía Bắc vị tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 116 độ Kinh Đông, khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, giật cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao 3-5 mét, vùng gần tâm bão 7-9 mét. Về thời tiết trên đất liền, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Cần Thơ hôm nay 28 tháng 7 cho biết đơn vị đã bắt được bị can Nguyễn Thị Kim Yến theo lệnh truy nã về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Theo kết quả điều tra ban đầu, Yến là người quản lý một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Vào cuối năm 2021, do thiếu nhân viên nữ phục vụ tiếp khách nên Yến đã dùng mạng Facebook để đăng tuyển tìm nhân viên nữ với lời lẽ hấp dẫn, việc nhẹ, lương cao. Cuối tháng 2 năm 2022, thông qua Facebook, một số đối tượng đã kiếm được 3 nữ nạn nhân, trong đó có một em dưới 16 tuổi đem về bán cho Yến. Sau đó, thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Hoàng Phong, Yến đã bán và bàn giao 3 nạn nhân cho Lê Thị Bích Phượng, quản lý quán karaoke Thu Ngân 2 tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, về làm tiếp viên phục vụ khách bấm bài hát cho quán. Đến ngày 1 tháng 3 năm 2022, các nạn nhân đã liên hệ được về với gia đình và nhờ tố cáo sự việc bị bán. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thế Cường, 29 tuổi, trú tại xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thông tin từ báo Lao động, tháng 3 năm 2021, Cường được anh N thuê làm việc tại cửa hàng dịch vụ tài chính 369, địa chỉ tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đến đầu năm 2022, do cần tiền đánh bạc qua mạng và trả nợ nên Cường nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh N. Theo đó, Cường lấy các mã khách hàng trước đây vay tiền tại cửa hàng đã thanh toán xong, hiện không có nhu cầu vay, để lập khống hồ sơ, dựng lên 51 mã khách hàng ảo, vay tiền nhằm mục đích lừa anh N và chiếm đoạt tài sản của anh N. Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định với thủ đoạn trên, Phan Thế Cường đã thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của anh N với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Thông tin ghi nhận từ báo VN Express, nhóm thanh niên 5 nam và 1 nữ cùng đi xe máy từ Lâm Đồng xuống thành phố Phan Thiết vui chơi ở bãi biển công viên Đồi Dương. Lúc này trời mưa nhẹ, biển động nhưng nhóm vẫn xuống biển tắm. Trong lúc bơi và vui đùa, 3 người bị sóng cuốn ra xa, 2 người cố bơi vào, được người dân hỗ trợ kéo lên bờ sơ cứu và đưa tới bệnh viện. Nạn nhân Phạm Bùi Minh Khôi, 17 tuổi, trú Lâm Đồng, vừa học xong lớp 11, mất tích. Lực lượng cứu hộ chạy cano và huy động tàu cá đến tìm kiếm nam thiếu niên, song đến tối chưa thấy. Ảnh hưởng của bão số 2, hiện Phan Thiết mưa to, sóng lớn, cùng với trời hạn chế tầm nhìn, gây khó cho hoạt động tìm kiếm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đang tìm người chứng kiến và người có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vào khoảng 1 giờ 40 ngày 27 tháng 7 năm 2023. Tại khu vực Rạng Dừa, đường Lạc Long Quân, ven Hồ Tây, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, khiến hai người tử vong. Báo Kinh tế và Đô thị đưa tin, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tây Hồ thông báo cho những ai là người chứng kiến, người biết sự việc và có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông nói trên, cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tây Hồ. Địa chỉ số 693 Lạc Long Quân,
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, hoặc liên hệ điều tra viên Vũ Tuấn Ngọc, số điện thoại 0904 939 078. Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết vừa phối hợp với các đơn vị thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Phan Ngọc Nâu, 33 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đang lẩn trốn ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào đầu năm 2022, Phan Ngọc Nâu sử dụng hung khí gây thương tích cho người khác rồi bỏ trốn, bị Công an huyện Bến Lức ra quyết định truy nã. Ngày 26 tháng 7, Công an phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện Nâu đang lẩn trốn tại địa bàn nên phối hợp với Công an huyện Bến Lức bắt giữ, di lý về địa phương xử lý. Những thông tin quốc tế vừa diễn ra sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị và các bạn ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo thông tin từ báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, tại thủ đô Bình Nhưỡng, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lần lượt tiếp phái đoàn Nga do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu dẫn đầu và phái đoàn Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Hồng Trung làm trưởng đoàn. Phái đoàn Nga và Trung Quốc là những quan khách nước ngoài đầu tiên Triều Tiên tiếp đón kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. KCNA cho hay, các phái đoàn Nga và Trung Quốc đến Bình Nhưỡng theo lời mời của phía Triều Tiên nhân kỷ niệm 70 năm ký hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Trong cuộc gặp giữa ông Kim và ông Shoigu hôm ngày 26 tháng 7, hai bên thảo luận các vấn đề quốc phòng, an ninh cũng như môi trường an ninh khu vực và quốc tế. Tại buổi gặp, ông Shoigu chuyển lá thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến ông Kim. Cùng ngày, ông Kim cùng ông Shoigu tham quan triển lãm vũ khí 2023 nhằm giới thiệu về các vũ khí và thiết bị quân sự mới của Bình Nhưỡng. Tại sự kiện này, ông Kim cho biết những vũ khí trên được Triều Tiên sản xuất theo kế hoạch phát triển quốc phòng của nước này. Quân đội Nga cho biết các cuộc tấn công được tiến hành trong 24 giờ qua liên quan đến vũ khí có độ chính xác cao tầm xa trên không và trên biển, thông tin từ báo VTC News. Mục tiêu đợt không kích của Nga gồm các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của quân đội Ukraine cũng như nhiều căn cứ hậu cần, kho chứa và sân bay. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine sử dụng các cơ sở này để cất giấu thiết bị không người lái dưới nước cũng như tên lửa, vũ khí và thiết bị quân sự tiếp nhận từ các nước châu Âu và Mỹ. Đề cập đến kết quả đợt không kích, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã thành công trong việc nhắm đến các mục tiêu đã chỉ định. Các cuộc tấn công của quân Nga cũng ảnh hưởng đến nhiều kho nhiên liệu, bao gồm một cơ sở lưu trữ nhiên liệu hàng không ở khu vực Khmelnytsky phía tây Ukraine, cũng như kho dự trữ nhiên liệu và đạn dược chính ở vùng Zaporizhia. Các trang tin hợp tác với Wagner đưa tin, ông Yevgeny Prigozhin đã được nhìn thấy xuất hiện ở Stan Petersburg của Nga. Nguồn tin nói ông về Nga dường như để gặp gỡ một phái đoàn quốc gia châu Phi đang dự hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi, theo báo Dân trí. Theo Dmitry City, người đứng đầu Trung tâm Văn hóa Nga ở Cộng hòa Trung Phi, CAR, ông Prigozhin đã gặp các quan chức CAR ở San Petersburg. Chi tiết về các vấn đề được thảo luận tại cuộc họp vẫn chưa được tiết lộ. Theo CNN, đây là lần đầu tiên ông Prigozhin xuất hiện trước công chúng tại Nga kể từ khi ông dẫn đầu cuộc nổi loạn chống vánh cuối tháng trước. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.